Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất là vui ngày hôm nay tôi được gặp lại quý vị và các bạn và cùng nhau chia sẻ những vấn đề trong cuộc sống. Vậy thì ngày hôm nay tôi xin chia sẻ tới quý vị và các bạn những kinh nghiệm, cách làm những quả giống cây xương sông sạch để lấy hạt giống sạch nhanh nhất các bạn nhé. Khi chúng tôi đã để giống được những luống cây xương sông và khi quả chín già thì chúng tôi đã cắt bó thành từng bó mang về nhà phơi khô. Khi phơi khô quả xương sông thì chúng tôi đã làm như sau. Chúng tôi làm thu những bó cây xương sông khi phơi khô quả. Chúng tôi lấy vọt gậy vụt đập cho quả rụng xuống đất và khi đập sạch quả hạt, khi hạt ở quả rơi ra đất hết thì chúng tôi xong những cây xương sông khô, xong hết hạt rơi ra ngoài. Sau đó còn những cây xương sông khô, chúng tôi xếp vuông vắn vào nơi quy hoạch ở nhà tôi và chúng tôi lấy lia xẻ sạch, xẻ từng mẻ hạt xương sông sạch sẽ, sau đó đổ vào chậu. Tôi rảy lần lượt từng mẻ một và chúng tôi đã rảy sạch sẽ hết những hạt giống cây xương sông và được rất nhiều hạt giống xương sông rất sạch. Chúng tôi phơi vào những lắng to để giống rất hiệu quả. Video của tôi đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe video của tôi. Xin kính chào tạm biệt
quý vị và các bạn.